khi mà người ta hỏi các bạn về mảng thì các bạn nhớ dùm thầy nói được ba cái ý này. Thì có thể các bạn đã học rất nhiều cái nội dung, cái kỹ thuật lập trình, nhưng mà ba cái ý này thì ba cái ý các bạn phải nắm. Thứ nhất, mảng là giải các phần tử cùng kiểu dữ liệu ha, đó là cái ý thứ nhất các bạn phải nắm. Giải các phần tử cùng kiểu này. Đây, cùng kiểu dữ liệu ha. Cái thứ hai, các bạn phải nhớ nói về khi mà nói về mảng thì kích thước mảng một khi đã cấp phát là cố định. À, có nghĩa là gì? Kích thước của mảng là cố định. Có nghĩa là như thế này. Thì ví dụ như ở đây, khi mà các bạn khai báo một mảng thì do trên máy của thầy đang dùng cái hệ điều hành macOS đó các bạn, nó không có cái Visual, nó cài SIM nó hơi phức tạp, do đó là thầy dùng một cái phần mềm khác để thầy lập trình. Thì chủ yếu là thầy minh họa cho các bạn cái cú pháp thôi ha, còn về cái phần mềm thì nó cũng không quan trọng lắm. Thì bạn nào dùng cái nào thì các bạn có thể lấy cú pháp tương ứng mình đó. Thì ví dụ như thế này, thì các bạn từng khai báo một cái mảng giống như thế này. À, ví dụ mình khai báo một cái mảng A 100 như thế này. Thì các bạn thấy là cái kích thước mảng như thế nào. Đây nha. Bạn nào đang bật mic các bạn tắt giùm thầy nhé. Chừng nào các bạn có phát biểu gì hãy bật lên. Bạn nào đang bật mic này. Ở đây thầy không có người tắt mic. Rồi. À, khi mà các bạn khai báo một cái mảng như thế này nè các bạn, các bạn khai báo cho nó 100 thì con số 100 này có ý nghĩa là gì? Thì trên máy tính nó sẽ cấp cho cái mảng này 100 cái ô nhớ, và kích thước 100 cái ô nhớ đó là một cái kích thước cố định, nó không thay đổi trong cái quá trình chương trình nó hoạt động. Tức là các bạn không thể nào giãn ra thêm, các bạn cũng không thể nào cắt bớt nó đi, thì nó cố định là như vậy. Như vậy là với cái mảng mà nó có một cái kích thước cố định như vậy, nó có khuyết điểm gì các bạn? À, có khuyết điểm là có hai cái khuyết điểm. Một là trong trường hợp thực tế, ví dụ như các bạn cấp phát cho nó 100 cái ô nhớ thì trên hệ điều hành đó, thì nó sẽ cấp phát 100 cái ô nhớ liên tiếp trên RAM. Thì nếu mà trong cái quá trình sử dụng á, các bạn sử dụng có khoảng 10 ô nhớ thôi, thì rõ ràng các bạn sẽ rơi vào cái tình trạng lãng phí 90 ô nhớ còn lại. Đó là cái khuyết điểm thứ nhất khi mà các bạn sử dụng mạng. Cái khuyết điểm thứ hai đó là trong trường hợp mà các bạn muốn sử dụng nhiều hơn 100 phần tử, thì khi đó rõ ràng các bạn thấy là kích thước cố định nó không có cấp phát lại được. Một là các bạn phải xóa đi và tạo một cái mạng mới. Nha, đó là cái khuyết điểm khi các bạn sử dụng mạng. Như vậy là cái ý thứ hai các bạn phải nắm khi người ta nói về mạng, một khi nó tạo ra là nó cố định. Nha. Và cái ý thứ ba nữa đó là mảng nó sẽ cấp phát bộ nhớ trên máy tính là giải các ô liên tiếp nhau các bạn. Tại sao người ta nhấn như này? Các ô nhớ của mảng là liên tiếp nhau. Đây. À, tại sao người ta lại nhấn tới cái này? Bởi vì khi mà qua cái môn sau á, các bạn học cái cơ sở dữ liệu, cái cấu trúc dữ liệu của các bạn, nó sẽ có một cái loại cấu trúc là các cái ô nhớ nó nằm rời rạc nhau các bạn. Như vậy là tại sao gọi là mảng một chiều các bạn? Bởi vì rõ ràng các bạn thấy nè, mảng một chiều á, nguyên do là nó tổ chức ở đây, các cái phần tử của nó chỉ theo một cái chiều ngang thôi. Ví dụ như thế này, đây là các phần tử của nó như thế này nha. Ví dụ như mình có các phần tử là 7, 6, 7, 2, 8, 10 hay là 11, thì mình gọi đó là một chiều, bởi vì giải các phần tử của nó là nằm liên tiếp theo chiều ngang từ trái sang phải, nên mình gọi nó là mảng một chiều. Và các cái vị trí phần tử này nó gọi là cái chỉ số này là 0, chỉ số này là 1, 2, 3, 4, 5, tức là cái số thứ tự mà cái phần tử này nằm ở trên cái mảng đó các bạn. Và khi các bạn muốn truy cập vào phần tử mảng, các bạn sẽ dùng chỉ số đó, chỉ số đó để lấy ra. Ví dụ như ở đây thầy muốn lấy số 2 ra thì thầy mới đếm ở đây nè là 0, 1, 2, thì thầy lấy 0, 1, 2 thì thầy lấy cái A2 ra. Ví dụ một cái mảng như vậy, thì đây là cái chỉ số ở vị trí mình đếm là đếm từ 0 nha các bạn. Nha. Như vậy là nó có ý nghĩa là một chiều là bởi vì nó có một cái chiều ngang từ trái sang phải thôi. Còn trong cái môn, khi mà bắt đầu cái môn kỹ thuật lập trình thì các bạn bắt đầu học tới mảng hai chiều. Mảng hai chiều là bởi vì là gì các bạn? Ngoài cái việc mà nó có một cái chiều từ trái sang phải như thế này, từ trái sang phải như thế này, nó còn có thêm một cái chiều từ trên xuống dưới như thế này nữa. Đây, chiều từ trên xuống dưới như thế này. Đấy, như vậy là cái mảng này người ta gọi là cái mảng hai chiều. Nó giống như trên cái Excel của các bạn vậy. Nó có các cái dòng và các cái cột. À, như vậy là lúc này mỗi một cái phần tử này nè các bạn, để định vị nó, thì mình không còn đơn giản là mình dùng các cái
các cái chỉ số đơn nữa, tức là không dùng A1, A2 nữa, mà các bạn cần phải kết hợp thêm chỉ số cột. Như vậy là trong cái bảng này các bạn sẽ có cái chỉ số như này. Đây, ở đây này nói chỉ số nha. Đây chỉ số này, các bạn có các chỉ số gì? Đây, đây là các chỉ số theo chiều ngang nha. Thì thường người ta sẽ dùng cái chỉ số Y để chạy theo chiều ngang. Đây là 0 nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Đó, thì cái chỉ số này người ta thường dùng cái này là cái chỉ số Y các bạn. À, chỉ số Y này để người ta truy cập vào. Đây, Y nó sẽ chạy vào đây. Đây, chỉ số Y. Tức là Y nó sẽ duyệt, à cái này chỉ số Z chứ, Z nó duyệt trên cột. Y nó sẽ duyệt trên dòng các bạn, này chỉ số Z nha. Để ghi đây, các chỉ số Z ở đây. Rồi, ngoài ra các bạn sẽ có thêm một cái chỉ số cột. À, như vậy là các bạn sẽ có cái chỉ số như thế này. Đây, chỉ số cột như thế này. Đây là các chỉ số cột của nó. Như vậy là ở đây nè, thì các bạn thấy là chỉ số cột của nó cũng tính từ 0, 1 và 2. Như vậy là ở đây, ví dụ như thầy muốn lấy cái phần tử ở đây đó, thì thầy dựa trên cái chỉ số dòng là ở dòng 1 và ở cột số 3 để thầy truy cập vô. Như vậy là khi mà các bạn nói về mảng hai chiều, nguyên do nó có thêm một cái chiều đi theo cái chiều dọc nữa. Và các bạn nhớ một cái đặc điểm của mảng ở đây các bạn, là các ô nhớ này trên bộ nhớ RAM á, khi mà nó cấp phát là tất cả các ô nhớ này nó nằm khít lại với nhau, nằm kết lại với nhau. Do đó là cái chỗ này là cái chỗ rất quan trọng để sau này các bạn phân biệt với các cấu trúc dữ liệu phía sau để đánh giá được cái ưu khuyết điểm của nó nha. Như vậy là về cái cấu trúc mảng hai chiều, các bạn chỉ cần nhớ mảng hay là mảng một chiều hai chiều gì cũng không cần biết, nhưng mà các bạn nhớ cho thầy ba cái ý như thế này. Mảng là giải các phần tử cùng kiểu, cái thứ nhất là nhấn cái chữ này, nó cùng kiểu trước cái đặt, bởi vì sau này các bạn sẽ có một cái cấu trúc giải các phần tử khác kiểu nữa, do đó phải nhấn trước cái này ở trong cái phần C cộng cộng trước cái đặt, giải các phần tử cùng kiểu. Cái thứ hai, cái kích thước của mảng một khi cấp phát là nó cố định. Cố định có nghĩa là gì? Khi mà cấp phát cho nó 100 thì suốt quá trình hoạt động, từ khi bắt đầu cái mảng nó tạo ra cho đến khi kết thúc, thì kích thước của nó trên bộ nhớ máy tính nó đếm đúng 100 ô nhớ và nó không thay đổi trong toàn bộ quá trình thực thi. Các bạn muốn tăng lên thì các bạn chỉ còn cách xóa cái mảng nó đi và tạo một cái mảng mới thôi, chứ không thể nào mà các bạn thay đổi thêm bộ nhớ ô nhớ vào cái kích thước mảng được. Đó là cái điểm thứ hai khi mà nói về mảng. Cái điểm thứ ba là trong mảng các cái ô nhớ nó sẽ liên tiếp nhau, và nhờ cái đặc điểm liên tiếp này nè các bạn, và cái việc truy cập vào từng phần tử trong mảng này nó rất nhanh thông qua các cái chỉ số trên đây, thấy chưa? Như vậy là mảng một chiều thì các bạn đã học rồi, nguyên do là nó chỉ có một cái chiều ngang thôi, mình chỉ dùng cái chiều theo cái dòng này để mình lấy ra. Còn cái mảng hai chiều mà các bạn đã học là nó hiện ra với một cái dạng ma trận gồm các dòng và cột, nó y hệt như các bạn Excel vậy. Như vậy là khi này cái việc mà truy cập vào một cái phần tử ở trong mảng này nó sẽ phụ thuộc vào hai chỉ số. Thứ nhất là các bạn phải chỉ định nó thuộc dòng nào và cột nào. Giống như đi hình Excel vậy, các bạn muốn lấy một phần tử thì rõ ràng các bạn phải chỉ định được cái chỉ số dòng và cái chỉ số cột của nó. Ví dụ ở đây, thầy muốn lấy cái phần tử số 8 này thì nó nằm ở dòng số 1, cột 3, thì thầy lấy A1, A3 ra. Đấy chưa? Như vậy là do cái việc mà nó có hai cái thêm một cái chiều dòng nữa thì các bạn thấy nó bắt đầu nó có sự phức tạp, thêm một cái chỉ số thứ hai. Thì ở trong cái môn kỹ thuật lập trình á, thì các bạn chỉ học cái mảng là cái mảng hai chiều thôi, các bạn không có học mảng ba chiều bốn chiều. Nhưng mà thực tế sau này khi mà các bạn làm một số cái bài toán, nó sẽ có cái mảng ba chiều bốn chiều và thậm chí n chiều. Thì mục tiêu của cái chương trình, người ta giới thiệu cho các bạn mảng hai chiều là các bạn phải viết tổng quát hóa lên trong một cái mảng có n chiều. Ví dụ như nó có ba chiều thì các bạn sẽ có thêm một cái trục sắt nữa chẳng hạn, vâng vâng. Thì cái việc mà các bạn tương tác được thuần thục trên mảng hai chiều thì tự động các bạn sẽ tương tác được trên các cái cấu trúc mảng ba chiều bốn chiều và n chiều các. Như vậy là trong cái môn này của các bạn là chỉ tập trung vào cái mảng hai chiều này thôi. Thì đầu tiên thầy sẽ viết cho các bạn một số cái chức năng, một số cái hàm thầy minh họa cho cái mảng hai chiều. Thì cái cách trình bày, cái code của thầy đôi lúc nó sẽ khác một chút so với từng giảng viên mà các bạn học, có thể giống người này, có thể khác người kia. Nhưng mà từ đây thì các bạn mắt bên qua, và cái cách của thầy trình bày là cách chung chung thôi nha. Thì đầu tiên thầy nói về cái phương thức nhập mảng trước. Thì nhập mảng một chiều thì các bạn biết cái này nó dễ rồi, cứ cho một vòng lặp duyệt từ chỉ số 0 cho đến chỉ số n là số lượng phần tử và cho nhập từng thằng vô là xong. Còn đối với cái mảng hai chiều á, thì các bạn muốn nhập vô thì các bạn phải duyệt nè. Đầu tiên mình cho một cái chỉ số y, chỉ số y mình quy ước với nhau
là mình duyệt trên dòng nhé. Để như vậy cho nó dễ, sau này mình nhìn cái chỉ số là mình biết ngay, mình dùng cái chỉ số Y mình duyệt trên dòng. Đây, chỉ số Y duyệt trên dòng. Rồi, mình dùng cái chỉ số Z mình duyệt ở trên cột. Đây, trên cái cột này này. Đó. À, như vậy là mình quy ước như vậy để trong quá trình lập trình mình nhìn vô Y cái mình biết ý định của mình đang làm gì, để hạn chế cái quá trình mình biết cái code nó sai hoặc là nó không đúng như cái yêu cầu của bài toán. Các bạn chỉ cần chạy chỉ số mà nó lệch giữa dòng và cột thôi, có thể là nó ra kết quả khác rồi. Do đó bây giờ mình quy ước chung là mình dùng cái Y nó duyệt từ 0 cho đến 0, 1, 2 này là chỉ số dòng. Mình dùng Z để duyệt qua các chỉ số cột là từ 0 cho đến 5 chẳng hạn. Và nhớ trong lập trình thì hầu như các ngôn ngữ lập trình mới sau này chỉ số nó luôn bắt đầu từ 0 nha các bạn. Nó tính từ 0 chứ không phải tính từ 1. Ở sau này chuỗi cũng vậy, hay là các bạn học các cấu trúc khác nó cũng tương tự vậy nha. Thì bây giờ thầy sẽ minh họa một số cái hàm cơ bản ở trong cái mạng hai chiều cho các bạn. Thì cái hàm số 1 á thì thầy nói là cái hàm nhập mạng. Được chưa? Thì thầy nhập mạng như thế này. Như vậy là nhập mạng thì lúc này á các bạn cũng đã học về hàm hết rồi. Để do đó là thầy hướng dẫn các bạn để tách hàm luôn. Được chưa? Thầy tách hàm luôn. Thì trước khi ở đây thầy định nghĩa một cái hàng số để thầy quy định cái con số tối đa, thầy define một cái max, ví dụ như thầy cho 100. 100 nha. Một cái giá trị hàng số ở đây. Rồi bây giờ thầy định nghĩa cái hàm nhập mảng như thế này các bạn. Và ở đây nhớ là mình làm việc trên mảng hai chiều nha. Thì cái cách khai báo mảng hai chiều thì các bạn cũng đã được học truyền vô cái hàm như thế nào rồi. Thì bây giờ thầy viết một cái hàm như sau. Các bạn coi cái cách định nghĩa hàm của thầy nha. Thầy void nhập. Bây giờ cái mảng hai chiều thầy dùng cái từ là ma trận luôn nha các bạn, cho nó gọn. Bởi vì ma trận chính là dòng cột, bản chất của mảng hai chiều chính là ma trận các bạn. Do đó là thầy dùng cái từ ma trận nha. Ma trận. Rồi. Rồi, như vậy là các bạn đã học về cái hàm rồi. Thì rõ ràng các bạn khi mà nhập sử dụng một cái hàm, các bạn phải xác định được cái gì các bạn. Thứ nhất là cái mục tiêu của hàm thông qua cái tên hàm. Thứ hai là danh sách đầu vào, và thứ ba là đầu ra. Như vậy là ở đây đầu vào của mình thì nó chỉ định số dòng và số cột cần phải nhập đó, và cái mảng. Như vậy là ở đây nè, thầy sẽ truyền vô cái mảng mà thầy muốn nhập vô. Và cái mảng đó của thầy định define như thế này. Mark. Đây là cái cách mà các bạn đã từng biết khi mà truyền mảng vô cái hàm nha. A mark như thế này. Như vậy là ở đây thầy khai báo ra một cái hàm là A ma trận A mark như thế này. Rồi các bạn khai báo số dòng số cột mà các bạn muốn nhập cho cái mảng đó. Đây là mình có cái số dòng số cột mà mình nhập cho bạn, và thầy không có trả lời dữ liệu nào hết. Như vậy là như các bạn đã học á, khi mà cái mảng nó truyền vô đây nè các bạn, thì nó gọi là truyền kiểu tham chiếu, có nghĩa là những cái giá trị mà các bạn thay đổi cho cái mảng A ở trong đây thì nó sẽ lưu lại khi mà các bạn rời khỏi cái hàm này. Như vậy là một lát nữa thầy gọi cái hàm này, thầy gọi như sao? Thầy gọi như thế này. Trong đây thầy khai báo một cái mảng A mắc. Rồi thầy khai báo dòng, số cột. Rồi sau đó thầy sẽ truyền vô gọi cái hàm nhập ma trận này. Hàm nhập ma trận. À, số dòng, số cột. Thì thầy có tham khảo cái code của một số cái lớp. Thì khi mà các bạn nhập ma trận này đó, có một số nhóm lớp là nhập cái dòng, nhập cái cột ở bên ngoài rồi sau đó truyền vô đây. Ha. Như vậy là đó, cái cách đó thì nó cũng được các bạn. Nhưng mà bây giờ thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn mình nhập dòng, nhập cột trong nguyên cái hàm này luôn. Như vậy là các bạn sẽ làm như thế này nè. Các bạn sẽ out ra cho người ta biết là nhập số dòng. Như vậy cái biến số dòng này nè các bạn, thì thầy sẽ đưa vô cái biến này. Đây là cái số dòng, tức là người ta ví dụ như các bạn nhìn vô cái mảng này, ví dụ như mảng này có 3 dòng thì số dòng ở đây mình nhập vô là 3 chẳng hạn. Như vậy đó là số dòng nhé. Như vậy là sao? Các bạn sẽ có một cái mảng như này, mình truyền vô đây là số dòng. Như vậy là mình sẽ in vô cái số dòng. Tương tự như vậy, bây giờ thầy nhập vô số cột. Số cột, như vậy là thầy sẽ in vô biến số cột. Đây. Như vậy là ở đây nè các bạn, cái biến này á thì các bạn có cái số cột của nó, ví dụ như đây nè, là 0, 1, ở đây nó có 6 cột các bạn. Ví dụ như trong trường hợp này thì cái số cột đó các bạn nhập là số 6. Được chưa? Rồi sau đó mình sẽ duyệt qua từng cái ô này để cho nó nhập từng phần tử vô. Và cái quy tắc duyệt như thế này, mình quy ước là mình duyệt từng dòng trước.
À, như vậy do đó là các bạn sẽ có cái dòng lặp for i chạy từ 0 cho đến số dòng nha. Như vậy là mình duyệt qua như thế này. For một cái biến i chạy từ 0, i nhỏ hơn số dòng, i cộng cộng. À, thì đây là cái hàm duyệt mà các bạn đã biết rồi, hàm duyệt này ha. Từ trên idea này nó bị cú pháp vậy. Rồi mình nhập vô ma trận ở đây ha, mình in ra một cái ma trận. Rồi mình cho một cái dòng lập y mình chạy ở đây. Rồi, à, như vậy là ở đây các bạn, y này nó sẽ duyệt qua từng dòng như thế này nè. Các bạn mới nhìn đây, y này nó chạy 0, 1, 2. Và khi y chạy trên mỗi dòng, tức là y nó đang là 0 á, thì mình sẽ cho một cái vòng lập duy, mình di cái chỉ số di á, mình cho nó duyệt từ trái sang phải như thế này. À, như vậy là cái chỉ số di của mình, ví dụ như y nó đang là 0, mình bắt đầu mình cho di nó duyệt từ đây qua đây. Để làm gì các bạn? Để mình lấy cái ô A, Y, Z ra, để mình cho nó nhập cái phần tử ở ô này ra. À, như vậy là ở đây, ở bên trong cái vòng lặp này, các bạn mới lồng một cái vòng lặp con ở bên trong nữa. Thì thường các bạn làm với mảng 2 chiều, các bạn muốn nhập nó thì các bạn thường phải có 2 vòng lặp ha. Còn các bạn làm mảng 3 chiều thì các bạn phải có 3 vòng lặp. Tương tự như vậy, các bạn có mảng N chiều thì các bạn sẽ có cái N cái vòng lặp. Như vậy là ở đây, các bạn sẽ cho một cái biến Z chạy từ 0, à, Z nhỏ hơn số cột, Z cộng cộng. À, Z cộng cộng. Yeah. Như vậy là bây giờ thầy sẽ xuất ra một cái như thế này. Thầy xuất ra một cái dòng để cho người ta biết người ta nhập tới phần tử thứ mấy rồi. Thầy nhập tới phần tử là A nha, Y. Đây, cái này là các bạn xuất ra thôi. Z. Phải cái này thầy xuất ra A, Y, Z thôi nha các bạn. A, Z để người ta biết người ta đã nhập tới phần tử thứ mấy rồi. Rồi, thì một lát nữa khi mà nó hiện ra thì các bạn sẽ thấy đây là cái phần tử A, Y, Z. À, đây người ta biết người ta nhập tới đâu. Để thì làm cấu trúc cho nó giống vậy luôn. Rồi, sau đó cái lệnh nhập của mình là lệnh cin trỏ vô cái phần tử A, Y, Z các bạn. A, Z, nha. Ở như vậy là lúc này nè, theo cái vòng lặp này thì nó chạy như thế nào các bạn? Theo cái vòng lặp này nó chạy như thế này. Đầu tiên khi Y bằng 0, Y bằng 0 tức là nó đang trỏ tới cái dòng này đây. Đó, khi bằng 0 là nó đang tới đây nha. Rồi, sau đó khi mà y nó đang bằng 0 á thì mình sẽ cho một cái biến z nó chạy. Như vậy là khi z bằng 0 à, thì a, y, z nó chính là cái ô này các bạn. À, như vậy là đầu tiên nó sẽ nhập theo trật tự gì các bạn? C, in, a, z là đầu tiên nó nhập vô ô này. Rồi sau đó tiếp tục cái vòng lặp này nó tăng cái biến z lên 1 thì cái z nó sẽ nhảy vào ô này. À, như vậy là a, y, z lúc này nó nhập vô cái ô này cho mình. Đấy chưa? À, tương tự như vậy, nó sẽ chạy cho hết các cái chỉ số cột ở bên đây. Chỉ số cột bên đây và nó nhập hết các cái ô màu vàng ở bên đây cho nó. Thì sau khi các cái ô của cái dòng y bằng 0 nó xong rồi, tức là cái vòng lặp bên trong đây nó kết thúc một lần rồi, y bằng 0 rồi, thì lúc này nó sẽ quay lên đây nó làm gì các bạn? Nó tăng cái chỉ số y lên 1, tức là y nó sẽ nhảy xuống đây nè. Y nó bắt đầu nó trỏ xuống đây. Đó. Thì tương tự như vậy, khi mà y nó tăng lên 1 á thì cái vòng lặp for này tiếp tục diễn ra đúng như cái quy trình lúc nãy. Và lúc này lúc Z nó sẽ là gì các bạn? Bắt đầu bằng 0. Như vậy là tiếp tục nhập cho cái ô 1, 0. Rồi Z bằng 1 nhập cho ô 1, 1. Rồi Z bằng 2 nhập cho ô 1, 2. Vân vân. Thì cái quá trình nó diễn ra liên tiếp cho đến khi hết cái dòng số 2. Hết dòng số 2 xong, tức là cái vòng lặp này nó kết thúc. Và nó quay qua nó tăng cái biến Y tiếp theo. Tăng biến Y tiếp theo thì cái biến Y này nó sẽ nhảy xuống đây. Đây, nó nhảy xuống đây. Và tương tự, khi biến y nó nhảy xuống đây, tức là y nó bằng 2 đó các bạn, thì cái vòng lặp z này tiếp tục chạy từ 0 cho đến 5 để cho nó nhập hết các phần tử của ô cuối cùng. Thì sau khi các phần tử ô cuối cùng này kết thúc rồi đó, thì nó quay lên z ở đây nè, thì nó nhảy xuống đây, thì z nó kết thúc rồi, bởi vì cái điều kiện này nó sai rồi, nó dừng vòng lặp rồi, thì nó kết thúc cái việc nhập ma trận. Nha. Như vậy là cái hàm nhập ma trận hai chiều á, là các bạn đơn giản là các bạn có hai cái vòng lặp lồng nhau như thế này. Để các bạn nhập chỉ số và các bạn nhớ trật tự mình đang nhập là theo trật tự từ trên xuống dưới và từ trái sang phải. Bây giờ theo cái quy trình chạy mà thầy vừa nói nha. Rồi, bây giờ mình để ý thêm một cái điều này nữa nè. Khi mà các bạn nhập vô ma trận á thì cái mảng hai chiều này nè các bạn, nó là một cái dữ liệu nó truyền vô dạng tham chiếu. Thì như tham chiếu các bạn học trên lớp rồi các bạn, khi mà thầy nhập vô thế này và thầy nhập xong ở chỗ này thầy bắt đầu thầy sử dụng cái mảng A thì dữ liệu nó vẫn còn, đúng không?
Tuy nhiên khi mà các bạn nhập vô số dòng và số cột trong cái hàm này nè, số dòng số cột trong đây, thì các bạn kết thúc cái hàm này thì ra đây sử dụng cái biến số dòng và số cột thì nó còn không các bạn? Nó còn không? Hai cái biến số dòng và số cột này còn không các bạn? Không còn nữa. Là bởi vì ở đây nó đang truyền dạng trị các bạn. Như vậy là thầy muốn duy trì luôn cái biến số dòng và số cột, khi nó kết thúc cái hàm này thì ở ngoài này nó vẫn biết được cái biến số dòng và số cột. Thì lúc này các bạn đã học rồi, mình truyền vô đây truyền gì các bạn? Truyền tham chiếu vô như thế này. Truyền tham chiếu như thế này. Được chưa? Như vậy là mục tiêu của truyền tham chiếu này của thầy là làm gì các bạn? Thầy muốn trong đây khi nó có thay đổi nhập vô biến số dòng số cột, thì khi mà nó ra tới chỗ này thì thầy vẫn giữ được giá trị số dòng số cột để thầy duyệt qua. Được chưa? Như vậy là ở đây là thầy, mục tiêu của thầy có cái chữ tham chiếu này là như vậy nha, để thầy duy trì được cái giá trị dòng cột mà người ta nhập trong hàm. Khi cái hàm này kết thúc thì ra ngoài này thầy sử dụng lại biến số dòng và số cột, các giá trị đó nó vẫn còn duy trì. Đó là ý nghĩa tại sao thầy dùng cái này. Rồi thì bây giờ cái minh họa số 2 nữa là thầy xuất ma trận ra. Xuất ma trận ra thì như vậy là cái mục tiêu hàm của thầy là gì? Là xuất ra thôi. Như vậy là cái tên hàm của thầy, thầy đặt là xuất ma trận. Xuất ma trận. Và thầy không cần kiểu dữ liệu trả về gì hết, do đó thầy để ở đây là void. Thầy chỉ muốn hiển thị ra thôi các bạn. Được chưa? Rồi để xuất ma trận thì cái đầu vào của nó là gì? Chắc chắn phải là cái ma trận rồi, đúng không? Mình xuất ma trận nào thì phải chuyển ma trận nó vô. Như vậy là đầu vào của nó là cái ma trận này. Thì đầu vào chính là danh sách các tham số hàm ăn như thế này. Và hiển nhiên các bạn phải truyền cho thầy cái số dòng và số cột. Số dòng. Rồi in số cột. Đó, như vậy là đây là cái hàm xuất ma trận của thầy. Cũng là đầu vào là cái ma trận này, biến số dòng và số cột. Tuy nhiên ở trong chỗ này nè các bạn, cái biến số dòng và số cột này thầy không truyền tham chiếu, là bởi vì trong đây nó chỉ có nhu cầu là nó xuất ra thôi, nó không thay đổi cái giá trị gì số dòng số cột hết. Do đó là thầy không có nhu cầu giữ lại sự thay đổi của dòng cột trong cái hàm này. Do đó các bạn thấy thầy truyền vô bình thường, chứ thầy không có truyền dạng tham chiếu giống như thế này. Còn ở trên đây thầy cần tham chiếu là bởi vì thầy có nhu cầu giữ lại cái giá trị này để sử dụng chung cho các hàm khác. Còn ở chỗ xuất này thì mục tiêu của thầy chỉ là xuất, thầy không thay đổi mấy cái này. Như vậy là cái việc xuất á, thì đơn giản như vậy. Như vậy là làm trên ma trận hai chị, trên ma trận thì các bạn cứ nhớ là lúc nào cũng phải đi kèm hai vòng lặp hết. Thì bây giờ mình đi cái vòng lặp duyệt theo dòng trước nè. Như vậy là mình đang đi cái vòng lặp duyệt từ trên xuống dưới này đây. Thấy chưa? Có một cái vòng lặp duyệt từ đây xuống đây trước rồi đã. Như vậy là thầy có một cái vòng lặp for. For một cái biến y từ không y nhỏ hơn số dòng. Y cộng cộng. Rồi thì mở cái móc này ra. Thấy chưa? Rồi sau đó với mỗi cái giá trị y, ví dụ như y đang là 0 thì thầy cho một chỉ số y duyệt qua các phần tử trên cột. Như vậy là thầy mới lồng một cái vòng lặp khác ở bên trong là như vậy các bạn. Như vậy là khi y đang là 0 thì cái chỉ số y nó sẽ duyệt từ 0 cho đến n đến số cột. Như vậy là thầy có một cái biến này, là có vòng lặp lồng ở trong. For int z từ 0 z nhỏ hơn số cột z cộng cộng. Lúc này tới cái trong vòng lặp bên đây này các bạn, thầy mới cao ra. Cao ra một cái biến gì các bạn? AEZ. AEZ A ở dòng y cột z. Đó là như thế này. Được chưa? Bây giờ thầy muốn cho các phần tử nó cách nhau bằng phím tab, tức là giữa các phần tử ví dụ như 6 và số 7 nè, các khoảng trống từ đây tới này nó cách nhau bằng cái phím tab, thì lúc đó thầy xuất thêm một cái phím tab như thế này. Xoẹt lên. Xoẹt T nó giống như các bạn xoẹt N là xuống dòng, còn xoẹt T là cái biến táp đó các bạn. Thì chơi xoẹt T là biến táp. Rồi, sau khi mà nó duyệt qua một cột xong đó các bạn, để cho nó hình ra một cái dạng ma trận như thế này, tức là cái chỉ số Y, ví dụ như Y nó đang là 0 đi ha, Y nó đang là 0, cái chỉ số Z nó duyệt từ 0 cho đến số cột là nó xuất ra hết cái dòng này rồi. Thì để cho nó ra cái dạng ma trận nhiều dòng cột như thế này, thì kết thúc cái vòng lặp trong này nè các bạn, thầy cho nó xuống dòng để nó xuất thêm cái dòng số 2 nữa. Được chưa? Tức là thầy sẽ có thêm một cái biến xuống dòng, cái dòng xuống dòng như thế này, CL. Đó. Như vậy là cái dòng xuống dòng này có ý nghĩa là gì các bạn? Cái dòng xuống dòng này là dùng để kết thúc một cái dòng, xuất ra một cái dòng xong mình xuống dòng để xuất dòng thứ hai. Nếu như các bạn không có cái dòng này, không có dòng này thì chương trình nó vẫn chạy bình thường. Tuy nhiên, các cái dữ liệu này nè các bạn, nó sẽ xuất gì các bạn? Nó sẽ xuất nằm ngang như thế này nè, nó không có xuống dòng. Nó cứ nối đuôi thành một dạng dải như vậy thôi. Yeah. Mục tiêu của xuống dòng như vậy là thầy muốn nó ra hình dạng của một cái ma trận giống như thế này. Đó. Rồi thì đây là hai cái hàm đầu tiên mà thầy muốn minh họa cho các bạn khi mà mình làm việc
với cái ma trận. Như vậy là mình sẽ chạy này như thế này. Như vậy là các bạn nhập ma trận nè, sau đó các bạn vô đây các bạn gọi cái hàm xuất ma trận. Xuất ma trận, các bạn có A, số dọc, số cột. Đó, như vậy là bây giờ mình xuất ra trước đi đã, rồi tính gì tính. Được chưa? Thì bây giờ thầy chạy cái hàm này. Ở đây các bạn chạy như thế này. Rồi, thì các bạn thấy nó đang chạy vô cái hàm đầu tiên này các bạn. Nó chạy vô cái hàm này nha. Và khi nó chạy á, thì nó sẽ lên tới đây. Nó ra kêu các bạn nhập số dòng vô. Được chưa? Như vậy là ở đây nhập số dòng thì thầy khai báo đây, ví dụ như thầy nhập vô đây là 3 dòng. Rồi thì nó sẽ chạy tới cái chỗ này. Như vậy là cái dòng này nó đang dừng lại là do cái xe in đó các bạn. Nó kêu các bạn nhập cái số cột vô. À đây là số dòng, đây là số cột nè. Thì bây giờ số cột của thầy giả sử thầy cho cũng 3 cột đi, 3 dòng 3 cột. Như vậy đây là ma trận vuông các bạn. Và khi thầy enter cái thì bắt đầu nó sẽ nhảy vô cái vòng lặp này. À nhảy vô vòng lặp này. Thì các bạn để ý, đầu tiên mình sẽ chạy cái y bằng 0. Y bằng 0 tức là cái chỗ này nè. Đó, y bằng 0. Ha, và nó chỉ trong cái bước đầu nó chỉ thay đổi chỉ số cột thôi. Bây giờ y bằng 0 thì thầy nhập các phần tử của dòng đầu tiên nhé. Như vậy là A00, ví dụ của thầy là 6. Đây A01 là phần tử thứ hai của dòng đầu tiên. Ha. Đây là 8. Đây là phần tử thứ ba của dòng đầu tiên. Đây là 3. Như vậy là nhập xong cái số 3 này rồi, các bạn enter á là nó kết thúc cái vòng lặp này nè các bạn. Kết thúc vòng lặp này. Và các bạn bấm cái đây enter nha. Thì lúc này nó sẽ quay lên đây, nó tăng cái biến y lên. Thì lúc này các bạn thấy nó nhảy tới cái dòng số 1 này. Đó, nó tăng cái biến y lên theo ma trận mà. Thì tiếp tục dòng số 1 thì tiếp tục cái y nó sẽ là 0, 1 và 2. Thì mình nhập với 7 2 6 rồi tới dòng số 2 rồi 1 1 2, các bạn enter ra. Đó, thì các bạn thấy nó xuất ra cái ma trận cho mình như thế này, là do thầy gọi cái hàm xuất ở đây. Được chưa? Như vậy là ở đây là 6 nè, đây là đây 6 nè, 8 nè, đây là 8 nè, 3 nè, đây là 3 nè, còn 7 nè, đây là 7 nè, vân vân. Thì mình xuất ra ma trận dòng cộng. Bây giờ các bạn thử, các bạn bỏ đi cái này nha, bỏ đi cái này coi có điều gì xảy ra nha. Chỗ này nè, thì rõ ràng các bạn thấy biến số dòng và số cột nó sẽ không có, nó sẽ không có, chương trình nó sẽ báo lỗi. Bây giờ các bạn chạy thử này. Chạy thử nha. Rồi mình nhập dòng cột đi, 22 đi. Cũng tương tự nhập các phần tử nha. Bây giờ mình nhập các phần tử vô nè. Rồi các bạn thấy là chương trình nó bị ngắt ngang rồi đó, các bạn không có xuất. Do trên cái idea của thầy nó không có hiện ra cái lỗi thôi. Còn khi mà các bạn chạy ở trên cái terminal trên Visual Studio, các bạn sẽ thấy nó sẽ quăng ra một cái lỗi ở đây. Và các bạn thấy cái hàm xuất nó đâu có chạy ra đâu. Thầy nhập hết ma trận rồi đó, thầy enter nè. Các bạn thấy nó terminal nó kết thúc luôn rồi nè. Nó không chạy luôn cái xuất ma trận. Bởi vì cái biến số dòng và số cột truyền vô đây nó không biết giá trị gì hết. Do cái hàm này nó nhập xong rồi nó đâu có biết sự cái biến dòng cột nó đâu có giữ lại các bạn. Mà dòng cột nó đâu có giữ lại thì lúc này nó đâu có giá trị gì đâu, thì nó đang giữ giá trị rác. Mà giá trị rác thì các bạn bỏ vô cái hàm này thì nó đâu có biết đường đâu nó chạy, đúng không? Do đó cái ý nghĩa của chỗ này rất là quan trọng, các bạn phải nhớ nha. Rồi, đó là cái thao tác đầu tiên thầy muốn minh họa cho các bạn ở trên cái ma trận. Yeah. Rồi bây giờ thầy minh họa thêm cho các bạn một cái thao tác nữa. Ở đây các bạn có một cái thao tác nào trên ma trận mà các bạn muốn thực hiện không? Bây giờ thầy sẽ minh họa cho các bạn một cái, trong quá trình thầy nói đó, các bạn có thắc mắc gì trên ma trận thì các bạn cứ hỏi nha. Thì bây giờ giả sử thầy viết một cái hàm, thầy tính tổng của ma trận trước đi, tổng của ma trận trước, rồi sau đó thầy hướng dẫn các bạn tính tổng trên từng dòng. Thì bây giờ các bạn làm như thế này. Rồi bây giờ thầy tính tổng trên ma trận nha, thì các bạn làm như sau. Thầy viết một cái hàm. Như vậy là bây giờ các bạn mới định nghĩa cái hàm của mình nè. Như vậy là cái tổng á, mục tiêu của mình là tổng. Như vậy là mình đặt cái tên hàm là tổng ma trận. Đó là cái thứ nhất nha. Rồi mình xác định là cái hàm này chắc chắn phải trả ra cho mình một con số, đó là tổng các phần tử của ma trận. Như vậy là các bạn có một cái biến như thế này, một cái kiểu trả về là kiểu in nha. Rồi để tính tổng trên ma trận thì cái đầu vào của mình là gì các bạn? Đầu vào của mình hiển nhiên nó cũng phải là ma trận đó, thì mình mới biết đường mình tính.
như vậy là các bạn cũng truyền vô cái danh sách các phần tử ma trận như thế này, xuống dòng cột như thế này, bỏ vô đây. Rồi như vậy là đây cái hàm của mình tính tổng ma trận, thì mình sẽ có một cái biến tổng ở đây. Hiển nhiên là nó giống như y hệt các bạn tính tổng trên mạng vậy, các bạn khai báo một cái biến xong rồi các bạn duyệt qua các phần tử để mình cộng dồn vào thôi. À như vậy là mình sẽ có như này, in một cái biến tổng bằng không, tổng bằng không. Rồi các bạn làm gì đó cuối cùng các bạn nhớ return cái tổng này vậy. À cái tổng này mình return về là return cho cái biến này nè các bạn, return về cho nó nha. Rồi à, như vậy là ở trong cái phần giữa này mình làm cái gì? Mình sẽ duyệt qua các phần tử của ma trận rồi mình cộng dồn vô đây. Thì cái quy tắc người ta gọi là duyệt qua các phần tử thì các bạn cứ dùng hai cái vòng lặp các bạn lọc của thôi. À, như vậy là ở đây thầy cho một cái vòng lặp for một cái biến y từ không, y nhỏ hơn n là số dòng, tức là lúc nào mình cũng duyệt qua dòng trước, mình quy ước như vậy, y cộng đồng. Rồi sau đó ứng với mẫu dòng mình dùng cái chỉ số z mình duyệt qua các cột. À, như vậy là mình for một cái chỉ số z. Đây nhìn lại cái hình ảnh này ha, mình đang cho y nó chạy từ đây với đây, ứng với cái y nó đang trỏ tới phần tử nào thì mình cho z nó duyệt qua theo cái chiều từ trái sang phải. Thì lần đầu tiên làm cái ma trận một số bạn chưa quen nó sẽ hơi bỡ ngỡ, nhưng mà khi mà các bạn làm quen rồi thì hai cái vòng lặp này lúc nào các bạn thấy giống như một cái phản xạ vậy, cứ dùng mạng hai chiều là cứ duyệt hai vòng lặp này thôi nha. Thì lần đầu các bạn thấy là y bằng không thì nó cứ duyệt từng cái qua z, mục tiêu của z là duyệt qua từng phần tử trên mỗi dòng. Thì lúc này sau khi có cái này rồi, z bằng 0 nè, z nhỏ hơn số cột nè, rồi z cộng cộng nè. Lúc đó các bạn có cái phần tử a, y thứ z rồi, mình truy cập vô cái phần tử y, z mà, tức là mình đang truy cập vô được từng cái ô này rồi. Đó, từng cái ô này rồi, thì mình cộng dồn vô cái biến tổng, tổng của mình ở đây, cộng bạn. À, như vậy là kết thúc hai cái vòng lặp này nè các bạn, thì cái biến tổng ở đây nó sẽ giữ cái giá trị tổng của nguyên cái ma trận của mình. Y hệt như các bạn làm trên mảng 2 chiều thôi, anh mảng 1 chiều thôi. Nhưng mà vấn đề là đối với mảng 2 chiều thì các bạn duyệt hai vòng lặp. Thì ví dụ sau này khi mà các bạn đi làm, các bạn có một bài toán là nó duyệt trên mảng 3 chiều thì đơn giản các bạn cho thêm một cái vòng lặp K nào đó trong đây thôi, rồi các bạn cộng dồn qua A, Y, Z, K thôi nha. Thì các bạn có thể tổng quát hóa lên thành một cái mảng có N chiều, thì cái cách nó cũng tương tự như vậy. Như vậy là để chạy cái hàm này thì thầy làm như thế nào? Đây là nhập nha. Còn đây là thầy gọi cái hàm tổng nè, thầy khai báo một cái biến tổng, thầy hứng nó ra, thầy gọi cái hàm tổng ma trận. Như vậy là thầy lấy cái tên hàm, thầy để đây. Rồi thầy truyền vô cái ma trận A, số dòng, số cột. À, như vậy là lúc này cái biến tổng này nè các bạn là cái kết quả của cái hàm này. Tức là mình return ra chỗ này thì nó sẽ hứng qua, nó bỏ vô cái biến này. Thì lúc đó cái biến này chính là giá trị tổng của ma trận. Và các bạn có thể xuất ra đây, bạn rồi qua đây các bạn n là xuất cái biến tổng ra. Đó, như vậy là chỗ này mình có một cái dòng tổng thực hiện trên mặt trận nha. Bây giờ mình chạy thử cái này, đây mình run này. Bây giờ thầy nhập vô mặt trận 22 55 4 9 và 2. Thì các bạn thấy là lúc này nó xuất ra cho mình một cái ma trận gồm có hai dòng hai cột và tổng của cái này là 10. Nha, là các phần tử ở trên một cái ma trận này. Giờ đây là một cái hàm mà thường các bạn sẽ gặp. Và một cái dạng nữa các bạn có khả năng gặp ở trong cái bài số 1 trong cái bài kiểm tra của các bạn là mình tương tác trên từng dòng từng cột. Ví dụ như thế này. Ví dụ như bây giờ cái bài thầy đặt ra là cái này là tính tổng ma trận nha, thầy ghi chú ở đây. Tính tổng các phần tử trong ma trận thì cái này dễ rồi. Rồi bây giờ giả sử như cái đề bài người ta cho như thế này, người ta yêu cầu các bạn là tính tổng trên từng dòng của ma trận. À như thế này. À tính tổng trên từng dòng của ma trận thì các bạn làm sao? Đây nha. Ví dụ như ở đây người ta muốn hiện ra là cái dòng số 0 tổng của nó là -1. Dòng số 1 tổng của nó là 11. Ý của người ta là như vậy. Thì lúc đó mình sẽ làm như thế nào? Thì bây giờ các bạn sẽ làm như thế này. Đây, các bạn sẽ duyệt qua nè ha. Thầy có một cái biến. Như vậy là bây giờ tổng dòng á, thì thầy sẽ xuất ra luôn. À, như vậy là thầy có void tổng trên từng dòng, tổng dòng. Được chưa? Rồi
Tương tự như vậy các bạn cũng phải truyền cái ma trận này vô thì các bạn mới biết được tính tổng cho từng dòng như thế nào. Dạ, tính tổng cho từng dòng. Rồi thì lúc này các bạn sẽ duyệt nè. Bây giờ các bạn duyệt qua như sau. Đầu tiên mình cũng phải duyệt qua các dòng trước cho một cái biến y chạy từ 0 cho đến 2, cho đến số dòng của mình á, để mình biết được mình tính dòng thứ mấy. Như vậy là các bạn có một cái dòng này. For y từ 0, y nhỏ hơn số dòng. Lệnh này dùng để duyệt qua từng dòng của ma trận nha. Như vậy là các bạn có số dòng y cộng cộng. Rồi, bây giờ mục tiêu của người ta trong cái đề này là người ta yêu cầu các bạn tính tổng của trên cái dòng này. Như vậy là thầy xuất ra câu trước như thế này. Cout tổng dòng thứ, rồi thầy truyền cái y vô bạn. Thầy để một cái biến ở đây, thầy chưa làm gì hết, thầy chỉ xuất ra một câu như vậy thôi. Thì bắt đầu thầy mới tính tổng nè. Như vậy là lúc này đó các bạn, thay vì ở đây là mình tính tổng trên nguyên cái ma trận, thì cái biến tổng bằng không này nè, thầy khởi động ở ngoài để thầy duyệt qua từng phần tử rồi thầy cộng dồn vô. Bây giờ là tổng trên từng dòng các bạn, do đó là cái biến tổng là thầy khởi động trên mỗi dòng. Như vậy là thầy khởi động một cái tổng bằng không nè, tổng bằng không, sau đó thầy duyệt qua từng cái phần tử thì các bạn coi như thế này. G bằng không ở trên cột nha, G nhỏ hơn số cột. G nhỏ hơn số cột. G cộng cộng. Thì lúc này các bạn sẽ để ý một điều như này, cái biến tổng ha. Nó cộng cũng là cộng bằng AG, các bạn cộng dồn AG vô, nhưng mà nó khác so với cái thằng trên. Nó khác so với thằng trên là gì? Cái thằng trên này là tất cả các phần tử nó dồn vô một cái biến tổng nha. Còn cái thằng ở dưới này nè, thì các cái phần tử này nè, nó chỉ tính tổng trên mỗi dòng thôi. Thì bởi vì trên mỗi dòng nó sẽ reset cái biến tổng lại bằng không mà. Như vậy là ở đây nó chạy sao các bạn? Ở đây nó chạy như thế này nè. Đây các bạn mới nhìn vô cái hình này. Dùng cái hình ở dưới này cũng được. Đầu tiên nè ha, khi mà y nó bằng không các bạn, khi mình chạy cái dòng y bằng không á, thì nó vô đây cái biến tổng nó gán là không. Rồi sau đó mình cho cái chỉ số G nó chạy từ cái phần tử 0, 1. Và lúc này cái phần tổng này nó cộng dồn vô cái biến 0 và 1 ở đây. 0 và 1 ở đây. Và sau khi kết thúc cái vòng lặp này nè, là nó tính tổng được các phần tử ở đây. Là các phần tử ở đây. Và sau đó nó quay lại, nó tăng cái biến Y lên, nó vô đây nữa. Thì cái biến tổng này bắt đầu nó reset trở lại bằng 0. Tiếp tục nó tính tổng cho cái dòng số 2. Đó, thì rõ ràng các bạn nếu mà nhìn hai cái đoạn code ở trên này các bạn, hai cái đoạn code này nó gần gần với nhau. Nhưng mà cái tổng này là tổng cho toàn cục, cho toàn bộ ma trận, còn tổng này là tổng trên dòng, trên từng dòng. Như vậy là lúc này thầy mới chạy cái hàm này thì chạy như thế này. Các bạn gọi một cái hàm tổng thôi, bởi vì này là vôi các bạn, do đó là mình gọi thẳng như thế này. Tổng dòng ma trận A, số dòng, số cột. Đó, mình dạy như thế này. Bây giờ mình coi thử cái kết quả nó như thế nào. Đây, bây giờ mình trên nó lên. Rồi bây giờ thầy nhập vô cái ma trận ha, hai dòng đi, bốn cột. Rồi thầy nhập các phần tử của nó. Đây là các cái phần tử của nó. Thì quên ở đây mình chưa xuất cái biến tổng này các bạn. Kết thúc cái này xong xuất cái biến tổng này. Rồi sau đó xuống dòng ha. Xuất ra để nó nối đuôi vô cái chỗ này nè các bạn, để nó ra tổng dòng thứ y là mấy. Ông thôi thì nối xuống này luôn đi cho nó gọn đi các bạn, khỏi rối, để đây luôn. Bỏ dòng này. Này tổng dòng thứ y nó bằng. Đó, nối đuôi vô đây một câu một thôi. Tức là bởi vì xong dòng lập này là mình được kết quả của dòng thứ y rồi. Thì sau khi nó quay lại dòng nữa thì cái này nó là không, tiếp tục cho dòng tiếp theo. Bây giờ mình chạy lại cái này. Rồi bây giờ ở đây hai dòng ha, bốn cột, phần tử đầu tiên nè, 5, 6, 8, 3, 9, 4, 2, 6. Đây thì mình thấy nó, các bạn thấy nó xuất ra một cái ma trận có hai dòng bốn cột nè, thì tổng cái ma trận ở đây là 27. Thì các bạn có thấy là tổng dòng thứ không là 6 và dòng thứ nhất là 21, tức là tổng dòng này là 6 nè các bạn. Tổng nó dòng 6. Còn tổng của cái dòng này nó là 21. Bây giờ
Tương tự như vậy, bây giờ giả sử như trong cái đề bài người ta kêu các bạn tính tổng trên từng cột như thế nào. À, tổng trên từng cột rất là đơn giản các bạn. Các bạn nhìn thầy sửa lại một chút thôi, nó ra tổng trên từng cột rồi. Các bạn coi như này nha. Ví dụ thầy muốn tính tổng cột này, cột này là cột này nè các bạn. Ví dụ như 9 cộng 5 thì nó phải ra là mấy các bạn? 14. Cột 0 là 14, cột 1 là 10, cột 2 là -6 và cột này là 9 thì chẳng hạn. Được chưa? Như vậy là các bạn chỉ việc làm cho thầy một cái hàm giống hệt như cái hàm này. Các bạn coi thầy biến chuyển cái hàm này nè, giống hệt hàm này luôn. Đây, cái này là tính tổng trên từng cột nha, từng cột có mặt rồi. Đây, các bạn mới coi nha. Bây giờ thầy sửa cái này là cột. Rồi bây giờ các bạn coi thầy làm một cái hàm giống hệt như vậy luôn. Thầy sửa như thế này các bạn coi thử, các bạn có hiểu ý không? Đây, mình đưa xuống như thế này, cũng là một cái hàm giống hệt như trên nha. Thầy copy thầy bắt xuống á, nhưng mà thầy sửa như thế này. Thay vì tổng trên từng dòng đó các bạn, thì thầy sẽ duyệt ở trên cái gì các bạn? Thầy duyệt dòng trước để thầy tính trên từng dòng. Bây giờ tổng trên từng cột thầy không duyệt dòng nữa mà thầy duyệt cột. Thầy cho z chạy từ 0, z nhỏ hơn số cột, z cộng cộng. Được chưa? Rồi, như vậy là với mỗi cái cột, tức là cái này mình đảo ngược lại một chút, mình duyệt cột trước thì mình cho cái biến y chạy từ trên xuống dưới để mình lấy ra cái phần tử ở cột thứ y ra. À, mình đang duyệt ở cột này nè. À, như vậy là ở trong đây mình mới cho cái thằng y, à, nó chạy từ 0, y nhỏ hơn số dòng, y cộng cộng. Rồi như vậy là cái biến này hoàn toàn không thay đổi. Mình chỉ đảo cái việc mình chạy trên cột trước, chạy trên dòng sau thôi, bởi vì mình tính trên từng cột mà. Như vậy là mình sửa cái này là tổng cột thứ z. Thứ z nó là tổng. Do đó là thầy mới nói các bạn nên quy ước là y là lúc nào cũng chạy theo dòng, z lúc nào cũng chạy theo cột, để mình nhìn vô cái code của mình là mình rõ ràng ngay, để khỏi có phân vân gì hết. Như vậy là ở đây mục tiêu của thầy là thầy để z thầy chạy trên cột trước, còn y là sau đó thầy mới chạy trên dòng. Như vậy là ở đây thầy sẽ ra được tổng trên từng cột. Từng cột và đơn giản nó giống hệt như cái hàm ở trên thôi, nhưng mà thầy đảo hai cái vòng lặp lên. Cột duyệt trước rồi tới, sau đó mới từng cột đó duyệt các phần tử trên dòng để dồn vô dòng. Thì sau đó qua cái cột tiếp theo đó thì cái biến tổng này nó reset lại, nó tính tiếp cho cột tiếp theo. Nha. Thì bây giờ các bạn thử mình gọi cái hàm này ha. Tổng cột cũng là a số dòng số cột. Rồi số dòng số cột. Được chưa? Rồi như vậy là mình sẽ chạy như thế này. Mình run ở đây. Rồi bây giờ thầy cũng tạo ra hai dòng bốn cột nhé, hai dòng bốn cột. Đây là phần tử, các phần tử của dòng số 1, 7, 5, trừ 7, trừ 3, 1, 3, 5, 3. Thì các bạn coi như thế này nè. Đây cái ma trận xuất ra này nha. Đây là cái hàm mà nó tính tổng trên dòng nè. Rồi đây chính là hàm tổng cột nè. Đây, thì các bạn thấy cột thứ nhất là 8 nè, cột thứ hai cũng là 8 nè, cột thứ ba là -7 là -2 nè, và cột cuối cùng là 0 nè. À, như vậy là các bạn thấy là cũng là cái hàm đó, cứ vòng vòng hai cái vòng lặp này thôi, là mình cứ đảo cột thì mình tính trên cột trước, dòng tính trên dòng trước. Như vậy là giả sử cũng với bài toán này ở vô thi á, giảng viên yêu cầu các bạn làm gì? Các bạn tìm giá trị lớn nhất trên từng dòng và trên từng lớn nhất trên từng cột chẳng hạn. Thì ở đây ví dụ như cái ý của bài đó là gì? Dòng này giá trị lớn nhất là mấy các bạn? Là 7, thì xuất ra chỗ này là số 7. Còn dòng này giá trị lớn nhất là 5, thì xuất ra số 5. Hoặc là cột này giá trị lớn nhất là 5, xuất ra số 5 chẳng hạn. Thì chỗ này các bạn sẽ dựa trên hai cái vòng lặp này mà các bạn sẽ so sánh những chỗ này để tìm ra giá trị lớn nhất trên từng dòng theo cái thuật toán mà các bạn đã học. Được chưa? Rồi cái câu đó thì tạm thời thì để đó ha. Thì bạn nào cần sửa thì một lát nữa các bạn có thể báo để biết thì sửa. Thì bây giờ thì qua một cái dạng tính tiếp theo mà có khả năng các bạn sẽ gặp. Thì bản chất của làm việc trên ma trận á, vòng vòng các bạn thấy nó chỉ có hai vòng lặp này thôi. Nó chỉ khác nhau là mình coi có cái điều kiện gì ở trong đây, mình xử lý cái gì ở trong đây. Như vậy thôi. Thì bây giờ thầy đưa ra một xử lý tiếp theo nữa, một xử lý đơn giản như thế này. Bây giờ giả sử mình có một cái ma trận ha, bây giờ thầy nhập vô một cái ma trận như thế này. Một ma trận như thế này. À, ví dụ như mình nhập vô ma trận là 3 dòng 3 cột đi.
Bây giờ giả sử vô thi ở bài số 1 á, người ta cũng kêu các bạn tính vọng tổng trên ma trận. À, nhưng mà vấn đề là người ta kêu các bạn tính tổng các cái đường biên này thôi. Tính tổng các đường biên này thôi. Tức là ví dụ tổng cái này nè, tổng cái này nè, các phần tử này nè, phần tử này nè. Tức là người ta gọi là tổng biên đó các bạn. Tổng biên. Thì tổng biên này là gì? Tức là lấy 3 nè, cộng 2 nè, cộng 5 nè, cộng 2 nè, cộng 2 nè, cộng 5 nè, cộng 3 nè, cộng 4 nè, trừ con số 3 này ra. Bởi vì người ta muốn tính tổng trên biên mà. Thì đây cũng là một dạng biến tấu của cái dạng tính tổng thôi. Và rõ ràng để giải quyết bài toán đó cũng là hai vòng lặp thôi. À, nhưng mà vấn đề nó khác là cái điều kiện if. À, như vậy là bây giờ thì mình mạng một cái nữa. Thì sau đó các bạn có thể tổng quát hóa lên các cái bài toán. À, như vậy là thầy có một cái hàm tổng biên. À, tổng biên như thế này. Thì thầy xác định là cái dữ liệu trả ra của thầy cũng là số nguyên. Do đó là thầy in nguyên. À, trả ra thầy có là tổng biên như thế này. À, thầy cũng truyền vô cái ma trận, thầy cần tính tổng biên. Truyền vô ma trận ở đây. Đây, ma trận tổng biên nè. Rồi, như vậy là bản chất của thầy chắc chắn thầy biết cũng sẽ dùng hai vòng lặp thôi. Như vậy là ở đây à, nó không phải là trên từng dòng từng gọt. Do đó cái tổng này nó không nằm trong vòng lặp đâu. Cái này cũng không nằm trong vòng lặp đâu. Mà ở đây là trên toàn ma trận. Nhưng mà vấn đề là chỉ lấy các phần tử ở biên thôi. À, như vậy là đơn giản thầy cũng có một cái biến tổng bằng không để xuất phát từ đây. Đây các bạn coi nè, thầy có một cái biến tổng bằng không. Thầy làm gì đó cuối cùng thầy return về cái biến tổng cái này. Đây là cái quan trọng, mình biết cấu trúc trước cái đã tính gì tính. Thì cũng là vậy các bạn, làm việc với ma trận thì cứ hai vòng lặp làm tới. Thì mình có một cái vòng lặp for nè, một cái biến y từ không, y nhỏ hơn số dòng, số dòng ha, y y cộng cộng. Rồi mình cũng là vòng lặp tiếp theo dựa trên cột của mỗi dòng. Như vậy là có một cái biến g từ không, g nhỏ hơn số cột, g cộng cộng. Rồi như vậy là vấn đề nè, ở đây chắc chắn một lát làm gì không biết, nhưng mà mình sẽ có cái lệnh này cộng bằng a y g. À, như vậy là nếu mà tính tổng hết tất cả các phần tử trên ma trận á, thì cứ như vậy là xong. À, nhưng mà vấn đề là người ta chỉ nói trên biên thôi. À, như vậy là để thực hiện cái việc này thì mình phải có cái việc lọc cái AEG này ra. Chỉ những AEG nào trên biên thì mình mới lọc ra thôi. À, như vậy là cái này làm sao lọc trên biên các bạn? À, mình sẽ làm một cái lệnh if ở trong đây nè. Đây, mình lọc ra thôi. Nếu mà cái điều kiện biên của mình thỏa mãn, phần tử ở biên, thì cái lệnh tổng này mới được thực hiện. À, như vậy là làm sao để xác định phần tử ở biên các bạn? Rất là đơn giản thôi. Ví dụ như chỗ này nè, nó nằm là biên này thì chỉ khi nào các bạn y bằng 0 thôi, nó là biên trên. Đúng không? Y bằng 0 là nó là biên trên nè. Như vậy là điều kiện số 1 của thầy nè, khi y bằng 0. Đó. Rồi, bây giờ cột 0 còn cái biên bên trái là này nè các bạn. Biên bên trái là khi nào các bạn? Y bằng 0 hoặc là g bằng 0, tức là các bạn sẽ kết nhau bằng một cái điều kiện hoặc như thế. Hoặc g bằng 0. Nhớ là ở đây hoặc nha các bạn, chứ không có và. Nếu mà các bạn và là nó ra có đúng số 3 ngay đây thôi. Tức là y vừa bằng 0 và g bằng 0. Thấy chưa? Còn ở đây là mình kết hoặc. Hoặc tức là y là bằng 0 là nó tổng hết phần tử này, hoặc là g bằng 0 là nó sẽ tính tổng các phần tử này. À, tương tự, như vậy là y bằng 0 là mình có cái biên này rồi, g bằng 0 là mình có cái biên này rồi. Thì bây giờ để có cái biên này thì y nó bằng gì các bạn? Để có cái biên dưới là y bằng số dòng trừ 1. Bởi vì chỉ số nó tính từ 0 mà. À, như vậy là mình nói hoặc một cái nữa, hoặc y bằng số dòng trừ đi 1. À, rồi tương tự như vậy, hoặc y bằng, à, mình lấy cái biên bên trái bên phải. Như vậy là lúc này cái g nó bằng gì các bạn? Số cột trừ đi 1. Số cột trừ đi 1. À, như vậy là lúc này mình với bốn cái điều kiện này nè các bạn, là mình có được các cái phần tử biên xung quanh này rồi. Tức là nó không có cộng vô mấy phần tử ở giữa nữa, cái ruột nữa, mà nó chỉ cộng cái biên xung quanh thôi. Thì tùy vào cái điều kiện của bài toán mà các bạn phải xác định thêm được cái này trong quá trình các bạn kiểm tra, các bạn thi á. Thì cũng là vòng vòng, cũng hai vòng lặp này thôi, nhưng mà các bạn phải xác định được cái này, bởi vì bằng cái logic lập trình của mình để các bạn cho nó chạy tự động ra nha. Như vậy là cái hàm này cho mình cái tổng biên của ma trận thông qua cái điều kiện này. Như vậy là cái điểm khác hồi nãy giờ của mình chỉ là cái điều kiện trong hai vòng lặp thôi. Thì bây giờ mình chạy tiếp này, mình gọi cái hàm tính tổng biên nha. Mình có một cái hàm tổng biên, cái biến tổng biên tổng 2 đi. Mình gọi cái hàm tổng biên này
mình truyền vô ma trận ngang số dòng rồi số cột. Đây. À, như vậy là lúc này cái kết quả của tổng biên đó các bạn, nó sẽ bỏ vô cái biến tổng 2 này cho mình. Được chưa? Thì bây giờ mình xuất ra kết quả của tổng biên CL. Tổng biên bạn. Các bạn có tổng 2. Rồi thì enline luôn. Enline cho nó xuống dần. À, như vậy là mình có cái tổng biên. Nha. Rồi thì bây giờ mình chạy như thế này. Bây giờ mình cũng build trên này. Bây giờ thầy cho một cái ma trận nó lớn một xíu. 44 đi. Ma trận 44. Rồi, phần tử ha. 1 trừ 3 4 7 trừ 8. Rồi thì các bạn coi nè. Đây là cái ma trận của mình các bạn. Tổng biên của nó ra 19 nè. Tổng biên ra 19 thì đầu tiên nó tính tổng đây nè các bạn. Thì các bạn cộng ở đây. 7, cái này nó ra là 1 2 là 9 nè ha. 9 cộng với thằng này là mấy các bạn? 9 này 13 trừ 3 là 10, cái này 14 nè. 15 nè. 15 18 nè. 18. 20 nè. 27 trừ 8 nữa là nó ra 19. Giờ tức là tổng các phần tử trên biên này thôi, chứ nó không có tính xung quanh. À, nó không tính cái phần ruột ở bên trong. Được chưa? À, tương tự như vậy, giả sử vô thi các bạn gặp một cái bài toán là người ta kêu tính tổng các phần tử trong cái phần ruột của ma trận, thì các bạn bỏ các phần tử trong biên ra thôi. Thì các bạn chỉ nói là gì các bạn? Nếu y nó khác cái này và z khác cái này và cái này kết lại bằng cái phép vàng, nhưng mà thay cái này bằng dấu khác, tức là các bạn phủ định lại cái điều kiện này, thì lúc đó các bạn được tổng các phần tử trong cái phần ruột này. Vâng, vâng. Tức là vòng vòng là các bạn, cái chỗ thi của các bạn đó là các bạn nhắm vô những chỗ này các bạn giải quyết thôi. Còn cái trường chung hai vòng lập là hầu như là nó như vậy nha. Rồi một cái minh họa cuối cùng nữa mà các bạn thể thấy thường các bạn sẽ được cho trong một câu nào đó trong cái bài, đó là các bạn tính tổng ở trên đường chéo của ma trận. Như vậy là để tính ra được đường chéo, tức là cái đường chéo là đường này nè, đường chéo chính và đường chéo phụ. Đường chéo này là người ta gọi là đường chéo chính. Thì bây giờ thầy tính trên cái đường chéo chính thử cho các bạn coi. Và cái đường chéo này các bạn chú ý là chỉ xuất hiện trên ma trận vuông thôi nha. Còn ma trận vuông có nghĩa là số dòng và số cột nó giống nhau. Còn nếu mà số dòng và số cột nó khác nhau á, thì nó không thể nào tính xác định cái đường chéo. À, bởi vì cái đường chéo nó đâu có được như thế này, nó dư ra cái phần tử đây. Do đó là mình chỉ làm việc ma trận vuông thôi. Thì do đó là thầy viết một cái hàm tính tổng đường chéo như thế này. Đây, mình có một cái hàm như sau. In ha, tổng đường chéo. Bây giờ tổng chéo chính nha. Tổng đường chéo chính. Thì tương tự như vậy, thầy muốn tính tổng thì thầy cũng phải có một cái ma trận truyền vô. Như vậy là cũng là cái này. Cũng là cái này, mình truyền vô đây. Đó. Như vậy là các bạn mới xác định làm sao mà lấy được cái phần tử trên đường chéo chính các bạn. À, đường chéo chính này sao xác định? Thì nếu mà các bạn lập trình theo cái logic nãy giờ thầy nói đó, thì các bạn có thể làm như thế này. À, các bạn có thể làm giống hệt như thằng này luôn. Đây là một cách nha. Lát nữa thầy sẽ đổi ra sao. Đây, các bạn cũng làm theo cái tư duy hồi nãy giờ. Và cái chỗ này mình chỉ sửa cái mệnh đề điều kiện lại của mình thôi, để lấy những cái phần tử trên đường chéo này thôi các bạn. À, như vậy là các bạn mới để ý một cái quy tắc là những cái phần tử nào trên đường chéo đó các bạn, thì chỉ số dòng và chỉ số cột nó giống nhau. À, chỉ số dòng và chỉ số cột nó giống nhau. Và ở đây các bạn chỉ nói là nếu y bằng z thì mình mới tính tổng. À, như vậy là những cái đó mình chỉ biến tấu cái điều kiện này để cho ra một cái kết quả giống hệt thôi. Được chưa? À, tuy nhiên là thay vì mà mất tới hai cái vòng lặp này, thì các bạn biết là cái vòng lặp sau này các bạn học môn cấu trúc dữ liệu, các bạn sẽ biết là cái chi phí của nó để chạy trong cái hệ thống nó sẽ tốn rất nhiều chi phí về thời gian và thực thi. À, do đó là khi mà lập trình người ta rất là hạn chế cái việc mà dùng cái vòng lặp một cách không có kiểm soát. À, do đó là trong trường hợp này thay vì là các bạn dùng cái vòng lặp này, các bạn hai vòng lặp này cũng cho ra kết quả được tổng đường chéo chính, nhưng mà thật ra với bài toán này các bạn chỉ cần làm như vậy thì nó sẽ gọn hơn nè. Với cái này nó vẫn đúng nha các bạn, nó vẫn tổng cái đường chéo chính. Thì ở đây như thầy nói đó, thì đối với tổng đường chéo thì dòng cột phải bằng nhau, do đó là các bạn chỉ cần cho một cái biến y này thôi, y từ không y nhỏ hơn số dòng, y cộng cộng, rồi các bạn chỉ việc tổng cộng dồn với a y y như vậy là xong đó.
Như vậy là cái đoạn lệnh ở đây nè các bạn, nó tương đương với hai cái đoạn lệnh, tương đương với bốn cái dòng lệnh này. Nhưng mà bốn cái dòng lệnh này nó tốn nhiều chi phí lập hơn, lập cái này rồi lập cái này, và mất tới hai cái biến y và c, rồi mất thêm một biểu thức điều kiện nữa. Thì ở đây các bạn thấy nó chạy tốt hơn so với cái phần ở bên dưới rất là nhiều. Hay như vậy là trong trường hợp này á, nếu mà khi thi á, các bạn á, rối quá không có nghĩ tới mấy cái này thì các bạn cứ chạy thẳng như cái này cũng ra kết quả nha. Còn không thì mình nên chạy bằng cái này tốt hơn. À, như vậy là như thầy nói đó, thì cái này thầy chỉ thực thi khi mà số dòng bằng số cột thôi các bạn. Bởi vì đường chéo là phải mang trận vuông mình mới làm. Được chưa? Như vậy là thầy nói là nếu như số dòng bằng bằng số cột thì thầy mới làm. Còn không thì thầy cứ trả ra tổng bằng không thôi. Hoặc là các bạn báo lỗi gì đó cũng được. Đó thì thầy thêm một cái điều kiện này nè. Để thầy mở cái móc này cho các bạn. Đó. Dạ, như vậy là đây là thầy có tổng trên đường chéo chính này. Như vậy là để chạy tổng trên đường chéo chính thì bây giờ mình chạy cái này, chạy thử cái này nha. Và nhớ phải nhập vô dòng bằng cột nha các bạn. Bây giờ in nè, tổng chéo tổng 3 đi. Các bạn có một cái hàm là tổng chéo. Rồi, chuyển cái ma trận A vô ha, số dòng số cột. Rồi, như vậy là ở đây thầy xuất ra nè, CL tổng đường chéo chính. Tổng đường chéo chính. Rồi các bạn mới analyze và xuất ra cái tổng 3. N ở đây, analyze. Được chưa? Rồi thì khi mà này các bạn chạy ra như thế này. Rồi, số dòng ha. Bây giờ phải là 33, mình nhập ma trận 33. Dòng và cột nó giống nhau. Thì mình nhập lần lượt các phần tử của ma trận này. 5 trừ 3 6 1 12 2 trừ 6 9. Đây các bạn, các bạn coi tổng trên chéo chính nè. Đây là tổng này nè các bạn. Tổng này đây là trừ 5 trừ 6 với 2 là tổng trên đường chéo chính, thì cuối cùng kết quả nó ra là 1. Được chưa? À, bây giờ giả sử vô thi người ta lại thêm một cái điều kiện nữa. Người ta nói là tổng trên đường chéo chính đó, nhưng mà chỉ tổng các số nguyên tố thôi. À, tổng các số nguyên tố trên đường chéo chính thôi. Thì rõ ràng các bạn sẽ làm gì? À, các bạn sẽ làm là cũng là cái tổng này luôn, AI luôn. Nhưng mà trước khi tổng AI, các bạn phải check cái điều kiện coi AI có phải số nguyên tố hay không. À, như vậy là với cái bài toán đó, mình lại phải đứng ra một cái chức năng nữa là kiểm tra một số nguyên N có phải số nguyên tố hay không. Chẳng hạn như vậy. Thì cái thuật toán kiểm tra số N có phải số nguyên tố hay không thì hồi trước các bạn đã học trong cái môn cơ sở lập trình rồi. Thì bây giờ thầy mẫu cho các bạn coi thôi. Thì khi thực tế thi thì tùy giảng viên người ta sẽ có thể yêu cầu một cái điều kiện nào đó khác. Thì ở đây ví dụ như thầy nói số nguyên tố, thì số nguyên tố thầy xác định là gì các bạn? Thầy có kiểu luận lý nè, kiểu Boole. Thầy trả về nó có phải nguyên tố hay không. Như vậy là thầy nói là kiểm tra nguyên tố. Đó, mục tiêu của thầy là kiểm tra nguyên tố. Đầu vào của thầy là một số nguyên N nào đó. Rồi, cái hàm kiểm tra nguyên tố thì trước các bạn đã học rồi ha. Thì bây giờ thầy viết như thế này. Nếu N nhỏ hơn 2 thì thầy chắc chắn nó không phải là nguyên tố rồi, vì tính con luôn. Rồi, mình mới duyệt qua các số gì các bạn? For y chạy từ 2 cho đến y nhỏ hơn căn bậc 2 của N, y cộng cộng. Cái này SQRT này nó cần số thực các bạn. Do đó là các bạn có thể nhân 1.0 cho nó xuất hiện yếu tố thực ở trong đây nha. Nếu mà N nó modulo cho một trong các số từ 2 á, thì chắc chắn chỗ này là gì các bạn? Là con. Đây là cái thuật toán mà trước đây các bạn đã học đó. Tức là nếu mà có một cái rồi này return. Này chắc phải include cái mask vô trong cái idea của thầy, nó không có tự đưa vô. Rồi ha. Đây là cái thuật toán kiểm tra số nguyên tố hồi trước để các bạn học nè, để thầy đưa lên trên cho nó gọi nó đừng báo lỗi. Đưa lên trên của cái hàm này. Đây. Kiểm tra nguyên tố. Nếu nó nhỏ ngay, số nguyên tố các bạn biết rồi, nó là số nguyên, chỉ có hai ước là một và chính nó thôi, đúng không? Như vậy là nếu mà nhỏ hơn 2 chắc chắn âm gì đó không thể nào là nguyên tố được. Còn nếu nó dương thì mình cho nó duyệt từ 2 cho đến căn bậc 2, cho đến bằng nha.
bằng căn bậc 2 của n. Và thầy nhắc lại tại sao thầy nhân 1.0 là bởi vì cái tham số trong SQRT này đòi hỏi một số double các bạn. Nhưng mà n của mình là số nguyên. Là số nguyên, do đó là nó bỏ vô đây thì nó sẽ chạy không được. Do đó mục tiêu của thầy nhân 1.0 là cho nó xuất hiện cái yếu tố thực để nó biến, nó tự ép kiểu cái này thành số thực thôi. Thầy cho mình khỏi mất công, mất cái thao tác ép kiểu làm gì. Chỉ nhân 1.0 thì cái thủ thuật nó nhìn nó gọn hơn nhiều nha. Rồi sau đó mình nói là nếu tồn tại một con số y nào đó từ 2 đến căn bậc 2 mà n chia hết cho y, tức là các bạn dùng cái lệnh modulo này các bạn kiểm tra này, thì các bạn trả về for. Nếu mà nó vượt qua hết hai cái ải này thì chắc chắn nó là số nguyên tố rồi. Đó, đây là cái thuật toán hồi xưa các bạn đã học trong cái môn cơ sở lập trình. À, như vậy là bây giờ giả sử vô thi người ta lại yêu cầu là tính tổng trên chéo chính mà chỉ tính những thằng nguyên tố thôi, thì các bạn nên biết cái hàm ra chứ đừng có biết cái hàm nguyên tố lòng ở trong đây nhìn nó rất là rốt. Hàm nào nó có đúng một mục tiêu thôi, chứ đừng có viết một cái hàm quá nhiều mục tiêu. À, như vậy là ở đây thầy muốn tổng chéo chính và các phần tử phải nguyên tố thì thầy làm gì các bạn? Thì chỗ này nè, trước khi tổng thầy kiểm tra thêm cái nữa, thầy nói là kiểm tra KT nguyên tố của AEG. Thầy truyền AEG vô cho nó, tức là AEG này nè, thầy truyền AEE chứ, thầy truyền cái này vô cho cái thằng N này nè. Mà nếu cái này nó trả ra true thì cái tổng này mới được thực hiện. Đó, thì cũng vòng vòng ngay cái chỗ điều kiện này thôi các bạn nha, để mà mình tính tổng các số của nó. À, như vậy là bây giờ mình thử ra cái kết quả của tổng chéo chính. Bây giờ tổng chéo chính này là có nguyên tố đó nha, kết hợp với kiểm tra nguyên tố đó nè. Rồi bây giờ mình thử chạy cái này lại. Đây, rồi ví dụ như dòng mình có là 3 dòng 3 cột luôn, mình nhập các cái số. Rồi thì các bạn coi nè, trên đường chéo chính bây giờ là nó có là 5, 8 và 5. À, như vậy là trên đường chéo này nó có hai số nguyên tố các bạn, là số 5 và số 5. Nó không có cộng số 8. Như vậy là cuối cùng tổng chéo chính nó ra là 10 nha, kết hợp với cái điều kiện của cái số nguyên tố. Được chưa? Rồi, như vậy là cái phần ma trận á, chủ yếu là ở đây các bạn nắm được cái cách sử dụng hai cái vòng lặp này. Rồi tùy vào cái điều kiện của mỗi bài toán mà giáo viên cho đó, thì cái mà chỗ các bạn phải suy nghĩ để các bạn giải quyết đó chính là cái điều kiện này thôi. Còn hai cái vòng lặp này hầu như nó không có thay đổi khi mà mình làm việc trên cái ma trận mà mãn 2 chiều. Rồi sau này tương tự như vậy, các bạn tổng quan trên n chiều thì các bạn chắc chắn phải có n vòng lặp như thế này nha. Rồi thì đó là cái phần mà thầy nói với các bạn về cái mãn 2 chiều.